Vị trí thứ 8 là ba thanh gươm của nhân vật chính, bao gồm Blade, Saber lẫn Espada. Cả ba thanh gươm này đều được thiết kế với hình dạng Seiken Sword Driver, nghĩa là họ sẽ thiên hướng về sức mạnh của những quyển sách hơn những thanh gươm. Ba thanh gươm chỉ mang ba nguyên tố cơ bản: thủy, lôi và hỏa, ngoại trừ Saber thức tỉnh thanh hỏa kiếm còn có tí công dụng đặc biệt. Tạo hình của ba thanh gươm cũng tương tự nhau, là một thanh kiếm hai lưỡi cơ bản được bọc lại bằng phần vỏ kiếm cũng là Seiken Sword Driver, giúp họ thi triển được nhiều quyển sách cũng như những Wonder Combo đặc sắc từ những rider sở hữu. Còn lại các ba thanh gươm chỉ khác nhau ở phần emblem đại diện cho ba rider với biểu tượng emblem khác nhau mà thôi. Thậm chí những sức mạnh to lớn hơn từ nguyên tố chỉ kích hoạt bằng Wondo Combo từ ba quyển sách, chứ cũng không hẳn là đến từ những thanh gươm mà họ sử dụng. Tất cả những điều trên, ba thanh gươm cơ bản của những nhân vật chính chỉ xứng đáng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng.